Xin vui mừng chào đón quý vị khán giả đã quay trở lại với những tin tức mới nhất về bóng chuyền được phát thường ngày trên kênh tin tức online của chúng tôi. Mở đầu bản tin này, chúng tôi vui mừng gửi đến quý vị tin chiến thắng từ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Một lần nữa, tinh thần quả cảm và sự quyết tâm không lùi bước của các cô gái vàng của chúng ta đã tỏa sáng rực rỡ. Dù chỉ ra sân với đội hình phụ, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự khi đánh bại đội tuyển U21 Canada tại giải thượng Hải Future Star. Thông tin tiếp theo cũng không kém phần quan trọng, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hiện vẫn giữ vững vị trí thứ 32 trên bảng xếp hạng thế giới. Đây là một thành tích đáng tự hào, minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn đội trong thời gian qua. Vị trí này không chỉ phản ánh năng lực thi đấu mà còn là niềm tự hào của người hâm mộ bóng chuyền nước nhà. Quý vị hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để cập nhật những thông tin nóng hổi và hấp dẫn nhất về bóng chuyền. Chúng tôi sẽ không ngừng mang đến những tin tức mới nhất, chân thực nhất và đầy cảm xúc nhất đến quý vị khán giả. Hãy đón xem những diễn biến tiếp theo và cùng nhau cổ vũ cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong những trận đấu sắp tới. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thông tin đầu tiên, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại U21 Canada ở giải thượng Hải Future Star. Ngày 22 tháng 7, vào lúc 13 giờ 0 phút, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước đội U21 Canada ở trận đấu mở màn bảng B, giải bóng chuyền quốc tế Thượng Hải Future Star 2024. Trận đấu mở màn giải bóng chuyền nữ quốc tế Thượng Hải Future Star 2024 đã diễn ra một cách kịch tính và đầy cảm xúc. Dù chỉ là trận đấu mở màn, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã để lại dấu ấn sâu đậm không chỉ bởi sự tự tin mà còn bởi tinh thần quyết tâm và sự đoàn kết của từng thành viên. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã có một quyết định dũng cảm khi trao cơ hội cho các tuyển thủ trẻ và những người ít được ra sân trước đây. Đặc biệt, sự xuất hiện của Đặng Thị Hồng, lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển, cùng với sự kết hợp của các cầu thủ kinh nghiệm như Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Trà My, Nguyễn Thị Trinh, Đinh Thị Trà Giang, Hai Kim Thoa và Libero Lê Thị Yến đã tạo nên một mạch chuyền bóng ấn tượng. Trước khi bước vào trận đấu, đội bóng chuyền nữ Việt Nam đã có khoảnh khắc tưởng nhớ đến cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, một hành động đầy ý nghĩa và tinh thần cao đẹp của đội. Với đội hình phụ, các cô gái Việt Nam nhập cuộc tự tin và mạnh mẽ, thể hiện tinh thần quyết tâm và sự gắn kết tuyệt vời ngay từ những phút đầu tiên. Trong ván đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đã khiến khán giả phải trầm trồ khi thi đấu cực kỳ ấn tượng. Những pha lên bóng nhanh, những cú đập mạnh mẽ và sự phối hợp nhuần nhuyễn đã giúp họ giành chiến thắng thuyết phục 25-20 trước U21 Canada. Khán đài rộ lên những tiếng hò reo cổ vũ, tạo nên một bầu không khí cuồng nhiệt và sôi động. Tuy nhiên, bước sang ván thứ hai và thứ ba, U21 Canada đã chứng tỏ họ không dễ dàng bị khuất phục. Với chiến thuật chặt chẽ và lối chơi kiên cường, các cô gái Canada đã thi đấu vô cùng hiệu quả, lần lượt giành chiến thắng 25-22 và 25-20. Đội tuyển Việt Nam bỗng chốc rơi vào tình thế khó khăn, bị dẫn ngược 2-1. Áp lực đè nặng lên vai các cầu thủ trẻ, nhưng họ không hề nao núng. Đến ván thứ tư, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định thực hiện những điều chỉnh chiến thuật táo bạo. Ông tung tay đập số 1 Nguyễn Thị Bích Tuyền vào sân, một quyết định mang tính bước ngoặt. Sự xuất hiện của Bích Tuyền như tiếp thêm sức mạnh cho toàn đội. Những cú đập uy lực, những pha chắn bóng chính xác của cô đã giúp đội tuyển Việt Nam dần lấy lại thế trận. Các cô gái Việt Nam thi đấu bùng nổ và giành chiến thắng 25-19, cân bằng tỷ số 2-2. Trận đấu bước vào ván thứ 5 quyết định, căng thẳng và hồi hộp. Cả hai đội đều thi đấu với tinh thần quyết chiến, không để lỡ bất kỳ cơ hội nào. Đội tuyển Việt Nam, với sự dẫn dắt của Nguyễn Thị Bích Tuyền và sự phối hợp ăn ý của các đồng đội, đã thể hiện một màn trình diễn xuất sắc. Họ nhanh chóng vươn lên dẫn trước và giữ vững phong độ cho đến khi giành chiến thắng 15-9, ấn định thắng lợi chung cuộc 3-2. Chiến thắng này không chỉ là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Khán giả và người hâm mộ vỡ òa trong niềm vui sướng và tự hào. Ngày mai, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai tại giải Thượng Hải Future Star, đối đầu với đội trẻ Thượng Hải lúc 18 giờ. Sau đó, vào lúc 15 giờ 30 ngày 24 tháng 7, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ gặp câu lạc bộ Red Star từ Hàn Quốc trong lượt trận cuối cùng của bảng B. Nếu giành được vị trí nhất hoặc nhì bảng, họ sẽ tiến vào vòng bán kết, tiếp tục hành trình chinh phục vinh quang. Câu chuyện về trận đấu mở màn đã để lại nhiều cảm xúc và hy vọng cho người hâm mộ. Những thử thách phía trước sẽ còn khắc nghiệt, nhưng với tinh thần và sự quyết tâm như vậy, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa. Thông tin tiếp theo, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn xếp hạng 32 thế giới. Ngày 22 tháng 7,
đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã bước vào thi đấu giải nữ quốc tế Future Star 2024 tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc bằng chiến thắng kịch tính trước U21 Canada với tỷ số 3-2. Ngay trước khi chúng ta vào tranh tài, FIVB đã công bố bảng xếp hạng mới nhất các đội tuyển bóng chuyền nữ trên thế giới. Đây là xếp hạng mới nhất trước thềm Olympic Paris 2024, sự kiện thể thao danh giá mà mọi đội tuyển đều khao khát góp mặt. Trong bảng xếp hạng này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí thứ 32 thế giới. Điều này không chỉ thể hiện sự ổn định mà còn khẳng định năng lực và tiềm năng phát triển của bóng chuyền nữ Việt Nam. Chúng ta vừa trải qua giải đấu quốc tế gần nhất là FIVB Challenge Cup 2024 tại Philippines vào đầu tháng 7. Đây là cơ hội quý báu để đội tuyển tích lũy kinh nghiệm và điểm số. Dù vậy, giải nữ quốc tế Future Star 2024 hiện tại lại mang tính chất giao hữu và chưa có thông báo cụ thể từ FIVB về việc kết quả thi đấu tại đây có được tính điểm trên bảng xếp hạng thế giới hay không. Ngay khi có mặt tại Thượng Hải từ ngày 18 tháng 7, các thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã ngay lập tức bắt tay vào tập luyện, làm quen với sân đấu và không khí giải đấu. Ban huấn luyện đội tuyển cho biết, dù giải đấu này không đặt nặng áp lực về thành tích, nhưng mục tiêu đề ra vẫn là các cầu thủ phải thi đấu hết mình, thể hiện tốt nhất khả năng của mình. Đây cũng là cơ hội để ban huấn luyện thử nghiệm các chiến thuật mới và tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ có cơ hội cọ sát. Giải Future Star 2024 diễn ra từ ngày 22 tháng 7 đến hết ngày 27 tháng 7, quy tụ nhiều đội tuyển mạnh và là cơ hội để các đội thử sức trước những thử thách lớn hơn. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, đã sẵn sàng cho những trận đấu hấp dẫn và kịch tính. Ngay từ những buổi tập luyện đầu tiên, tinh thần đồng đội và sự quyết tâm đã được thể hiện rõ ràng, hứa hẹn những màn trình diễn ấn tượng trong những ngày tới. Tại Thượng Hải, các cô gái của chúng ta sẽ đối đầu với nhiều đội tuyển mạnh, mỗi trận đấu đều là một bài kiểm tra quý giá. Không chỉ là sự cạnh tranh về kỹ thuật, mà còn là bài học về chiến thuật và tinh thần thi đấu. Chúng ta có quyền hy vọng và mong chờ những bất ngờ từ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, bởi tinh thần chiến đấu và sự nỗ lực không ngừng của các cô gái vàng luôn là niềm tự hào của người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam. Trong những ngày tới, mọi ánh mắt sẽ hướng về Thượng Hải, nơi những tài năng bóng chuyền trẻ sẽ tranh tài và tỏa sáng. Hãy cùng nhau cổ vũ và theo dõi những diễn biến của giải Future Star 2024, cùng hy vọng vào những kết quả tích cực và sự trưởng thành vượt bậc của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Chặng đường phía trước còn dài và nhiều thử thách, nhưng với tinh thần quyết tâm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được những thành công đáng tự hào. Theo lịch thi đấu tiếp theo của giải, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ngày 23 tháng 7, chúng ta gặp đội U19 Thượng Hải, Trung Quốc. Ngày 24 tháng 7, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu trận cuối ở vòng bảng gặp câu lạc bộ Red Star, Hàn Quốc. Tại giải lần này, ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gồm huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt, huấn luyện viên phó Nguyễn Đình Tiến, Vũ Thị Hoa, Lê Thị Hiền.